tâm sầu của bậc thánh nhân và tâm vô tâm của người phàm tục khác nhau như thế nào? Sư rất là khuyến khích và sư đặc biệt sẽ nhấn mạnh là khi quý vị hỏi một cái đoạn nào đó, đó nên trích dẫn trong kinh tạng thì nó sẽ chắc chắn hơn. Bởi vì khi quý vị trích dẫn trong không có trích dẫn trong kinh tạng, sư không chắc là cái mà sư đang nói nó có giống với cái mà quý vị đang nghĩ hay không. Đấy. Và tại vì có những cái từ á, mà thậm chí là trong trong kinh không hề có, mà do sau này tự chúng ta chế biến ra rồi chúng ta bắt đầu hí luận với nó và chúng ta gán ghép nó vào trong đạo Phật thì nó kẹt lắm. Như là trong trường hợp này quý vị hỏi là tâm bất động trong tâm không động không sầu của bậc thánh nhân thì sư biết, bởi vì nó nằm ở trong một cái đoạn ở trong kinh 38 pháp hạnh phúc Mangala Sutta. Nhưng mà còn cái vô tâm của phàm phu thì sư không biết là quý vị đang nói tới cái nào. Đây. Sư không biết quý vị đang nói tới cái nào để mà sư có thể cho quý vị biết nó khác nhau ở chỗ nào. Cái tâm bất động của các bậc thánh là như thế này. Đó là do tâm của các ngài không còn phiền não nữa, không còn những ô nhiễm nữa, cho nên ấy tất cả những cái ô nhiễm, tất cả những cái lời khen chê của thế gian, tất cả những cái sự công kích hoặc khen ngợi của thế gian, tất cả những cái danh lợi hoặc là cái sự không còn danh lợi ở thế gian, tức là tám cái gió đó, tám cái ngọn gió đời đó, đối với các ngài thì nó không ảnh hưởng gì hết, bởi vì nó không dính dáng gì đến các ngài nữa. Nó giống như là nước ở trên lá sen vậy, nó không có dính dáng nữa. Còn cái gọi là vô tâm của người phàm phu á, thì sư không biết quý vị đang nói tới cái vô tâm gì. Cho nên là sư rất là khó để mà sư giải thích cho cái vấn đề này. Chỉ có một số trường hợp như thế này. Người phàm phu họ họ nghĩ đến một cái trạng thái đó là không có suy nghĩ gì hết. Thì không biết là có giống với cái câu nói của quý vị hay không. Nhưng mà họ giống như là họ không suy nghĩ gì hết, họ không có hướng tâm đến vấn đề đó. Thì thứ nhất á, là cái sự không có biết đến, không có hướng tâm đến vấn đề đó thì nó không dính dáng gì tới họ. Ví dụ như có một nếu như có một ai đó nói là sư ơi, cái người này họ đang nói xấu sư, họ đang chửi sư, nhưng mà sư không có hỏi là họ chửi cái gì, họ nói xấu ở đâu, bởi vì họ chửi là chuyện của họ, họ nói xấu là chuyện của họ, mình chỉ cần mình không biết, mình không nghe là mình không có phiền. Chỉ khi nào mà mình cố gắng mình tìm hiểu thì tự nhiên là mình mới phiền đấy, còn không thôi thì nó không dính dáng gì tới mình. Cái chuyện người ta có nói xấu nói ác gì mình thì nó cũng không dính dáng gì tới mình, còn cái nghiệp của họ thì họ tự họ lãnh thôi đấy. Còn cái thứ hai đó là cái sự là mình giữ cho một cái tâm rỗng không, thì cái chuyện mà giữ cho một cái tâm rỗng không đó, đó nó phải nói là nó không có dính dáng gì đến cái chuyện là tu hành hết. Tại vì nếu mà giữ cho một cái tâm rỗng không á, thì chẳng thà mình đi ngủ, hoặc là mấy người mà bị gọi là bị hôn mê sâu á, thì cái tâm họ cũng rỗng không, nó không có cái gì ở trong hết. Còn ngoài ra nó còn có một cái trạng thái nữa, đó là cái sự tưởng tượng cảnh giới của các bậc thánh nhân. Có nghĩa là họ tưởng tượng một cái trạng thái đó là cái tâm vô nhiễm trước các cảnh đời. Họ tưởng tượng ra một cái trạng thái đó là cái tâm không có động, tâm bất động trước
các cái cảnh. Và xin thưa với quý vị đó, trong cái bài kinh Trung Bộ mà sư đang giảng là kinh căn bản pháp môn, có nghĩa là cái kinh gốc rễ của việc phát khởi thân kiến, thì nó như thế này nè: do còn là phàm phu á, cho nên là chúng ta hoàn toàn sống bằng cái tưởng tượng. Cho nên khi mà nghe về các cảnh giới của các bậc thánh ấy, chúng ta vẫn dùng cái trí tưởng tượng để chúng ta tưởng tượng về cảnh giới của các vị đó trông như thế nào. Và chúng ta dầu có bắt chước theo đi chăng nữa thì cũng giống như là một cái người mà thầy bói xem voi vậy thôi. Cái sự biết của chúng ta, cái sự tưởng tượng của chúng ta nó khác xa với thực tế nhiều lắm. Cho nên nhiều người họ ráng họ sống giống như ông thánh vậy đó, nhưng mà thực tế thì nó vẫn là một cái sự tưởng tượng, và bản thân họ cũng có chấp ngã trong đó mà họ không biết được, họ không thấy được. Chỉ có một cái cách sống là gần với thánh nhân nhất, đó chính là một cái đời sống chánh niệm trong tứ niệm xứ. Bởi vì chỉ khi nào anh sống chánh niệm trong tứ niệm xứ đó, thì khi đó cái đời sống của anh nó mới gần với thánh nhân. Còn nếu không thôi đó, cái kiểu mà chúng ta bắt chước cái cảnh giới của các bậc thánh mà thật sự mình không đạt được tới đó thì nó rất là buồn cười. Nó cũng giống như là một em bé mới có 6-7 tuổi mà bày đặt hút thuốc để tập thành những người lớn, mang lấy cái áo của ba nó mặc vô, rồi lấy cái quần mà rộng rộng thùng thình của ba nó mà ráng mà mặc vô, rồi đi vào cái đôi giày của ba nó đi, đương nhiên không có vừa chỗ nào hết trơn ấy, và cố gắng đi tới đi lui để mà chứng tỏ mình là người lớn, thì cái chuyện đó rất là buồn cười, rất là buồn cười. Thành ra là chúng ta phải phân biệt cho rõ, thà chúng ta thực hành giữ gìn sự chánh niệm đúng theo kinh tạng thì nó gần với cảnh giới của các bậc thánh. Chứ còn chúng ta tưởng tượng cảnh giới của các bậc thánh ấy, rồi chúng ta bắt chước theo ấy, thì nó không ra cái gì hết.